Quá đẹp luôn. Chào anh nhá. Chào đây, chào đi. Xin chào. Xin chào chị Xuân Mai. Xin chào. Xin chào. Quá đẹp luôn này. Cả nhà ăn món gì đây? Đây là món gà nướng ạ. Tự mình này đúng không? Đây vui quá nhỉ. Eo gió đẹp quá. Phủ Tây Hồ. Đôi bù, địa điểm nhảy dù nhiều, trong quá trình bay dù này thì nhiều lắm, ví dụ như đang bay dù nó bị sập để xử lý phục hồi dù. Thế là nhiều lần đầu tiên thì anh thấy nha, lần đầu tiên là gặp tình huống, nói chung là rất là ghê. Thế là ghê bởi vì khi đấy cái dù nó mất khả năng bay rồi. Nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Thực ra cái dù này chủ yếu khi mà nó bị sập dù hay là co rúm dù nó đều có khả năng tự phục hồi. Tức là tự nó sẽ phục hồi, mình nếu mà mình có tác động thì sẽ phục hồi nhanh hơn nhá. Nhưng mà không, nhưng mà cũng về cơ bản nó tự phục hồi được. Nhưng mà khi mà nó xảy ra như thế mình cảm giác rất là ghê bởi vì chưa bao giờ. Rất đẹp này. Quay ngang này. Đúng rồi, đẹp nhờ. Bây giờ nắng lên nữa. Đấy. Lên. Càng gần càng đẹp. Trông nó không gian nó rộng nhỉ. À mình có cái chế độ quay gần cơ mà, đúng không? Có chế. Sơn, cả nhà, Dì Vân nhá, cô Thanh, Tâm, Giang, Trang, cả nhà nào. À, đang quay đấy, không phải chụp đâu, không phải tạo dáng đâu, không phải tạo dáng đâu. Đấy, đấy cả nhà, ok, người này máu hơn người ở trong, to hơn người ở trong này. Đứng anh quay lại, anh Luân quay lại, Dì Vân, cô Thanh. Đã, xem mình kêu vô không to bằng, để quay bên này. Cả nhà nhá. Chào 500 anh em nhá. Chào 500 anh em 29 Hà Nội, chào 500 anh em nhá. 500 anh em. Chào 500 anh em 29 Hà Nội, chào 500 anh em. Năm nay chủ yếu là Facebook. Bắt được rồi. Rồi. Nào rồi.
bên ngoài bên trong cái rô to quá. Đó sơn nó đâu sơn rồi. Đó cô Chu, đang cô Liêm, Chu à. À cái, đây rồi, đâu đẹp rồi, đâu rồi. Rồi nhá, cái này đang quay ạ, không cần phải chụp ạ. Đang quay. Đi rồi. Rô. Ok. Cảm ơn 500 anh em nhá. Nào đây Đức Minh quay cho chú nhá. Đức Minh. Sao chưa? Bờ à? Cái này cho họ đây họ mới chạm kia. Chạm kia thì đúng lúc thì khách cũng được. Từ mùng 2 đến giờ khách cũng đến đây. Thì cháu cụ đồng. Đấy, hôm nay nó mới cụ đến nên tôi cái điện cho cậu đây. Dạ ông bảo là cái này trong quá trình 4-5 tháng vừa rồi là nó chắc hình, nó cắt hết cái gạch. Chứ tay giờ anh yếu không thể được, tay vẫn ảnh hết. Tất cả nó cắt gạch cái của kia anh thì chụp mét đến 40-50 mét vuông. Chồng cái bà gì nhà ông Ngọc với ông ấy nhà về dân chợ trời ấy ở trên Hòa Bình. Bà thấy chú nhà này làm ăn không? Khó lắm, tháng 2 giờ kia. Trên chợ trời ấy bà tháng 2 giờ kia một chảy. Một chuyện cái chuyện nó to lắm. Nó em nói anh nhá, cái hồi năm 87 em ra quân nhá, xin việc thì chị Hiền ba đi xin cho vào một cái suất gọi là suất chạy máy nổ của đoàn phim lưu động của tỉnh Nam Định. Đó, hai chị về nhà thôi, cũng đang có tiền. Vâng, hai chị về nhà bảo giờ thì cả họ mình góp vào cũng được hai chị không. Thôi đâu thôi chị. Thôi không có tiền nữa. Vàng mới hiếm thế nào không? Không phải kiếm được cái không một có chỉ tiền khó có tiền. Kiếm được một chỉ cực khó luôn đấy. Là vì nhà nước thì lương có 2,000 mấy ví dụ như thế. Tại giờ cả họ góp vào mới đủ 2 chỉ không phải xin việc. Kiếm được một chỉ cực khó luôn. Trong những năm nộp khoảng 86, 87, 88, 89 cực kỳ được. Đi về nhà bà giữ tiền nhà giữ bà là kiểu như là đi ngoài đổi tiền nhà nhiều tiền. Mình lại là quần tắm mẹ để đóng tiền. Mới cái mình ấy không dùng cái tiền 10.000 mỗi người được 10.000 hay 5.000 nhà mới nó trả tiền để làm đôi chân đấy là 585 từ mùa 2 hay là mùa 578 578 cũng một lần rồi 578 tương đối rồi bây giờ đâu còn Dí Vân cả cô Thanh rồi con Hà Chi con đã không làm thôi làm tới bến. Rồi. Chưa rồi nên nó tắt nó không mắc. À, thôi đấy, đã tất cả các tùy vật nào. Chưa chồng nó đã không biết sinh nhật gì cả. Cầm một cái nốt. Bật nhạc nền đi, ai cứ bật nhạc nền đi. Trang, bật điện thoại lên. Không, điện thoại có bài Happy Birthday ấy. Rồi, tự hát. Thôi từng cái một nên là chấm lên thổi lăn nhỉ. Đấy, ý kiến của chủ. Chủ có phát biểu không? Bây giờ nước mới kìa, luôn. Anh có bao nhiêu nước mới cầu kỳ quá. Còn là ai hát là ai phải sướng là ngọc à. Một phải chứng rô rồi. Phải chứng rô rồi. Để cậu ước cá, để cậu ước cá. Con chỉ hôm nay mình trẻ hơn 60 tuổi. Để ước cái gì. Cậu chứng cười à. Hả? Cậu khách em thôi. Cậu thôi, vào đây. Ước cá, ước cá. Anh ấy bật cái automat đi. Đây có mấy người thằng hai cơ mà. Có Thanh bảo chứ nó trông một người lại còn thằng đáng yêu thế. Có Thanh nhà thằng hai mà thôi. Ok. Đáng lẽ hôm nay là phải thổi nến những ai thằng hai với ba con người. Cao. Rất đẹp này, quay ngang này. Đúng rồi, đẹp nhờ. Bây giờ nắng lên nữa. Đấy, lên. Càng gần càng đẹp.
trông nó không gian nó rộng nhỉ.